Tháng 3 năm 2023, anh Trần Phước Sang, 35 tuổi, bất ngờ bị đột quỵ. May mắn giữ được tính mạng, nhưng anh lại bị liệt nửa người và không thể thở tự nhiên. Sau đó, phải đeo ống mở khí quản. Điều đáng nói, do đeo ống mở khí quản lâu ngày, anh Sang bị biến chứng lên khí quản, phải chạy chữa nhiều nơi. Con của tôi là nó mổ khí quản rồi. Rồi nó chuyển lên bệnh viện thành phố Hồ Chí Minh. Tôi đi lên một lần đầu tiên vô cấp cứu bệnh viện thành phố Hồ Chí Minh không có nhận. Đi tới lưa tôi ẩm bồng không à, tắm rửa là ăn uống cũng nhờ cha mẹ. Trong 9 tháng này lên thành phố là lên bệnh viện thành phố cũng 3 cái bệnh viện rồi mà chưa có được cái bệnh viện nào mà để điều trị con tôi hết. Đây là một cái bệnh nhân bị sẹo hẹp khí quản sau đặt nội khí quản lâu ngày, và ngoài cái sẹo hẹp nó còn có những cái mô hạt mọc ở bên trong. Và đặc biệt là trên bệnh nhân không phải là một người bình thường, ví dụ như người bình thường có thể đi lại ăn nói và theo y lệnh như bình thường. Tuy nhiên bệnh nhân đây là hạn chế về những vấn đề đó, cho nên là khi mà phẫu thuật về đường thở như này thì đây là một vấn đề khó khăn và rất là dè dặt đối với bác sĩ Tai Mũi Họng. Nhìn chung phẫu thuật cho sẹo hẹp khí quản là một cái phẫu thuật rất là khó. Bệnh lý này là một bệnh lý khó và nhiều thách thức cho bác sĩ Tai Mũi Họng, bởi vì đây là đường thở mà. Và cái tính chất của sẹo hẹp khí quản là nó dễ bị tái phát, hình thành lại, rồi mọc mô hạt lại, rồi làm hẹp cái đường thở. Tức là rất là khó để có thể rút cái ống thở cho bệnh nhân để trả lại bệnh nhân thở bình thường. Từ ngày con tôi bệnh đến giờ, công ăn việc làm đã gác qua một bên. Nói chung ra là không còn cái buôn bán nữa, phải theo để lo bệnh cho con. Đi lên các bệnh viện, từ bệnh viện ở dưới quê lên tới bệnh viện thành phố, trong khi hy vọng về lên thành phố để trị bệnh cho con mình nó lành bệnh hết, mà lên thành phố mà các bệnh viện không nhận, trong cái cảm xúc người cha là hoàn toàn ngã nghiêng, là coi như là mất cái hy vọng, mất cái niềm tin mà vì con phải vượt lên, mình phải kiếm lên cái bệnh viện nào tốt nhất để điều trị con mình. Và hôm nay tôi cũng nhờ cháu nó thấy bệnh viện Tâm Anh này có điều trị khí quản này tốt rồi giới thiệu tôi, thì vợ chồng cho tôi mới lên tới đây. Ở đây thì chúng tôi có đầy đủ dụng cụ để có thể cắt những cái mô hạt, cắt những cái mô sùi, cắt những cái sẹo hẹp của thanh quản và nong lại, tái tạo lại cái đường thở thông thoáng cho bệnh nhân. Đồng thời là với cái đội ngũ gây mê rất là vững vàng, chuyên cho những cái phẫu thuật đường thở, phối hợp với bác sĩ Tai Mũi Họng của chúng tôi có thể thực hiện những cái phẫu thuật này dễ dàng. Và sau đó thì bệnh nhân cũng được hướng dẫn tập vật lý trị liệu về đường thở để có thể hồi phục nhanh chóng. Và chúng tôi đã rút canuline để cho bệnh nhân có thể thở lại bình thường. Khi mà bệnh nhân thở thông, tinh thần cũng tốt hơn, thì vấn đề mà tập lý trị liệu cho toàn bộ cơ thể, vật lý trị liệu cho tiếng nói hồi phục thì cũng dễ dàng hơn. Trong khi bác sĩ Thủy đã hẹn để mổ thực, thời gian chờ đợi là rất là hồi hộp, đi đứng ăn ngủ thấp thỏm lo âu lắm, không bao giờ yên. Mà từ ngày mà nó vô mổ rồi cũng như gian vậy, mà hôm nay mà rút được rồi, thấy con mình nó hơi thở được rồi, hình như mình vác một cái tảng đá nặng trên vai nha, mình bỏ xuống cái bịch gì đó. Cái nỗi mừng này không biết nói sao mà để cho hết lời. Nếu mà bác sĩ Thủy là người thân của tôi, là nói thiệt là tôi ẩm tôi bồng mà tôi dở lên dở xuống luôn đó. Tôi nói thiệt là tôi mừng tới cỡ đó. Tại vì biết sao, tại vì cái nỗi mừng mình từ hồi đó giờ mình hy vọng về con mình để cho mau lành bệnh không à. Mà hôm nay mà được mình như vậy là quá trọn vẹn, vậy là quá hoàn hảo. Nó thật là quá hoàn hảo. Tôi thay mặt gia đình trân trọng rất cảm ơn bác sĩ Thủy nhiều. Mong sao bác sĩ Thủy có một sức khỏe để điều trị các bệnh nhân khác, để cũng giống như con chúng tôi để qua căn bệnh hết. Bác sĩ khuyến cáo những trường hợp người bệnh đeo ống mở khí quản kéo dài có các triệu chứng bất thường như nhiễm trùng, sốt cao, ho nhiều, đờm nhớt tăng nhiều hoặc có lẫn máu, mủ cần đến cơ sở y tế có chuyên khoa Tai Mũi Họng để được xử lý sớm, tránh biến chứng.